Hello, xin chào các bạn. Hiện tại Tấn Thành đang đứng ở trên một cái con đèo rất là nổi tiếng tại Việt Nam mình, đó là đèo Mã Pí Lèng. Là ở con đường hạnh phúc 26 cây số được xây dựng trong vòng 6 năm trời của thập niên 50. Nhờ ơn Bác Hồ và nhờ ơn Đảng cho nên là quyết định xây dựng cái con đường này. Đây là điểm dừng chân. Đây là điểm dừng chân của con đường hạnh phúc đèo Mã Pí Lèng, đúng không anh? Đèo Mã Pí Lèng. Thì phía trước mặt của Tấn Thành đây, đó là một cái điểm dừng chân cũng khá là nổi tiếng và cũng là tai tiếng trong thời gian vừa qua. Báo chí đưa tin cũng khá là nhiều. Đây là cái chỗ này đây. Đây thằng sẽ quay cái góc máy lại cho mấy bạn coi nha. Mã Pí Lèng Panorama họ có xe luôn. Đây, trước khi vào là phải rửa tay xịt nha. Đây. Nhân viên rất là đẹp trai. Có bạn giá phòng luôn nha. Ai tới đây gọi điện thoại trước nha. Thấy chữ hết không? Bên chỗ ghi chú á. Nhìn chủ quán dễ thương. Quá đẹp trai luôn. Đây. Đây. Một cái nơi rất là đẹp. Cho dù bạn không ở lại đây mà chỉ ghé qua đây uống cà phê thôi, dừng chân thôi cũng rất là đẹp. Sao anh Hải thấy chỗ này sao anh Hải? Quá tuyệt vời. Hả? Rất là hùng vĩ. Anh Hải có thể giới thiệu một vài cái được không? Đây theo tôi được biết thì đây là dòng sông. Dòng sông giữa hai quả núi. Hai cái hẻm núi. Sông này tên gì anh Hải? Tên gì đây? Sông Nho Quế. Sông Nho Quế. Đúng rồi, đây là sông Nho Quế. Có một màu xanh rất là đặc xanh ngọc bích. Nho Quế 3. Thủy điện Nho Quế 3. Đắp cả cái dòng sông này. Đây là cái thứ 3, cái thứ 2, cái thứ nhất ở. Ồ, nó có tới 3 cái thủy điện luôn anh hả? 3 cái thủy điện. Đấy, cái hẻm đẹp nhất, đứng ở đây là đẹp nhất. Cái màu cái chỗ này là cái chỗ mà theo anh hướng dẫn viên của đoàn của chúng tôi, đó là tài xế mà kiêm luôn hướng dẫn viên, là cái chỗ này cái chỗ đẹp nhất ngay cái góc này luôn, đúng không anh? Đúng, đây thẳng kìa, thẳng đây. Du thuyền nha, nếu ai du thuyền kìa, thuyền có du thuyền trên sông Nho Quế kìa. Ồ, nhà thuyền ở dưới này. Nhà thuyền dưới đây nè. Đó. một lần đi du thuyền vậy mất bao lâu thời gian anh? Nó khoảng độ 45 phút. Tiếng rưỡi luôn hả? Cả đi cà phê. Cả đi cà phê. Một chiều 45 phút. Wow. Đây là một cái địa điểm rất là hot, nổi tiếng. Thực ra đây là trước là cái nương đồi của dân này. Tư nhân người ta mua. Người ta làm này không ảnh hưởng gì đến khu vực địa chất kia. Tức là hồi trước đây nó là một cái nương đồi, cái nương rẫy của ngư dân. Bàn phím vớ vẩn. Gây phiền toái. Thôi thì mình cũng lần đầu tiên tới đây. Thì nói chung là có thêm nhiều cảnh đẹp của đất nước cho bà con cô bác tới đây ngắm thì cũng nên cho phép nó tồn tại. Tại vì tìm hiểu được biết đây là nó một cái nương rẫy của người dân tộc xưa và người ta dùng tiền người ta mua lại. Như thế. Thì mình có thể thấy được cái con đường 26 cây số xây dựng trong vòng 6 năm, thậm chí có hẳn cái bảo tàng luôn nha, bảo tàng con đường hạnh phúc. Các bạn có thể tới đây liên hệ số điện thoại và có thể nghỉ lại qua đêm luôn nha. Anh Rích Tý, anh thấy chỗ này sao? Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời. Quý vị nào nên có dịp nên đến đây trong một cái cuộc đời của mình. Tại vì cái cảnh rất là đẹp. Có thể là thi nói đẹp nhưng có thể quý vị nhìn thấy trên những các cái màn ảnh nhỏ cũng có thể là quý vị có thể biết cảnh đẹp cỡ nào rồi. Nhưng mà hãy tới đây chiêm ngưỡng bằng cái đôi mắt của mình. Đúng rồi.
đẹp đấy. Đi xuống các dưới. Đi xuống dưới được luôn ha. Dạ. Tham quan thoải mái. À thì theo như anh nói là trước đây nó là cái nương rẫy của người dân ha. Nương mô của dân. Ồ, thì người ra người ta dùng tiền người ta mua lại ha. Quá đẹp. Wow, anh Hiệp. Một vài cảm nhận. Action chưa? Action. Wow. 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 Không thể tin nổi đâu các bạn. Hiện tại là chúng ta đang đứng ở một địa danh có thể nói là nổi đình nổi đám trong thời gian vừa qua trên tất cả các phương tiện truyền thông. Không thể tin được các bạn. Một màu xanh ngọc bích, phía dưới kia là dòng sông Nho Quế. Dòng sông Nho Quế xuyên chảy giữa hai hẻm núi. Hai hẻm núi với màu sắc thiên nhiên xanh như nhung lụa. Wow. Những thảm thực vật xanh ngát ở tại Mạc Phi Lèn. Đây là đèo Mạc Phi Lèn. Con đường hạnh phúc 26 cây số. Rất tuyệt vời. Ủa lên trên nữa được không? Wow, bây giờ theo chân của anh Đức Hiệp, chúng ta sẽ đi lên trên cái tầng cao nhất. Đây. Kia có biển rồi. Ôi, cho xin phép lên lối cho chị. Em ơi, lên trên này không có được, em đi hết lối lên rồi. Hết lối lên rồi. Cho xin phép lên, em đi xa, lên chụp cảnh đẹp lắm. Chỗ này nó có nước mà em. Dạ, không sao đâu. Nó có nước mà em không có lên đây được đó. Không được lên đây mà. Dạ, xin phép ạ. Có biển cấm mà em. À. Ở dưới kia là bị vướng, trên này mình không vướng này. Em ngó một chút nha. Đây là tư gia của chị hả? Ôi trời ơi, Tony lấy cái đèn ra nữa hả? Ở cái đợn. Đây cũng nhìn nhau. Nè, Tony lấy cái đợn ra nữa hả Tony? Trời ơi, chơi nghệ sĩ quá Tony. Wow. Rồi, sẽ kết thúc cái đoạn video clip tại đây. Nãy giờ đoạn video clip này cũng kéo dài 5 phút rồi. Đây có lẽ là cái đoạn video clip mà lâu nhất mà Tấn Thành thực hiện được trong suốt cái chuyến đi này. Bởi vì cái cảnh điểm tại đây nó quá sức là ngoạn mục, hùng vĩ.